thì thời tiết ở ngoài đường bên Đức đang rất là lạnh, khoảng 10 đến 11 độ thôi. Thì hôm nay Tài và bạn Tài sẽ đem ô tô đi rửa cũng như là dạo một vòng đường cao tốc ở bên Đức, rồi sau đó sẽ đi đổ xăng. Thì mời các bạn cùng đi theo Tài để xem là đường cao tốc, hệ thống rửa xe cũng như là cây xăng ở Đức trông như thế nào. Thì mời các bạn đi theo Tài nha. Bây giờ mình bắt đầu đi nha mấy bạn. Tài quay chút về cái đoạn đường từ trung tâm ra chỗ đường cao tốc cho mấy bạn xem nha. Bên phải này có cái chợ của người Việt Nam này mấy bạn, có tên là chợ Đồng Xuân. Thì Tài hay mua đồ ăn ở trong này lắm, tại vì cái giá tiền ở trong này rất chi là ổn so với những cái tiệm châu Á khác ở thành phố này. Bây giờ thì mình chạy ra đường cao tốc nha mấy bạn. Ở bên này á mấy bạn, thì có những cái đoạn đường họ không có giới hạn tốc độ, thì mấy bạn có thể chạy bao nhiêu tùy thích. Nhưng mà những cái đoạn đường mà giới hạn tốc độ thì mấy bạn phải chú ý quan sát cái bảng ở bên trên á, rồi mình chạy ha. Nhưng mà xe tải á thì chỉ chạy được là quy định là 80 km/h tối đa thôi. Còn có một điều nữa á, là ở bên này trên đường cao tốc không có cái trạm thu phí nha mấy bạn. Ở mấy cái nước châu Âu khác thì theo như ta biết thì nước Áo cũng có trạm thu phí. Hen. Bây giờ mình sẽ cùng xem là tốc độ mà cái xe này chạy được là bao nhiêu nha mấy bạn. Thì mấy bạn đón xem nhé. Bây giờ mình chạy lại với tốc độ bình thường nha mấy bạn. Thì đường cao tốc ở bên này nó có ba cái làn đường á, thì cái làn đường bên phải trong cùng á thì xe không được chạy ở trong đó nha mấy bạn. Mà ví dụ như trường hợp mà mình bị sự cố gì đó thì mình tấp vô cái làn đường đó để mình giải quyết, hoặc là mình gọi điện cho cảnh sát đến giúp đỡ mình. Đường này thì chỉ được chạy khi mà hai làn đường còn lại bị sự cố, ví dụ như là tai nạn hoặc là kẹt xe, thì sẽ có cảnh sát tới rồi họ cho phép bạn chạy trong cái làn đường bên phải trong cùng đó thì mấy bạn mới được chạy, còn không thì không được chạy nha.
Thỉnh thoảng Tài có đi trên đường ấy thì Tài thấy cái điện thoại khẩn cấp này, thì Tài có hỏi bạn Tài thì bạn Tài có nói là cái điện thoại này á thì tầm 2 km hoặc là 3 km gì đó sẽ có một chiếc. Trường hợp mà bạn bị sự cố xe hoặc là bị gì đó thì bạn có thể tới đây nhấc điện thoại lên, rồi điện thoại đó nó sẽ tự động kết nối với lại bên cảnh sát, thì cảnh sát sẽ xác định được là cái vị trí bạn đang đứng thông qua cái chiếc điện thoại này, thì cảnh sát sẽ đến để giúp đỡ bạn. Trường hợp mà xe bạn gặp sự cố như cháy nổ gì đó thì bạn nghĩ là sẽ đến nhanh lắm á, tầm 50 phút gì đó sẽ đến, còn mà trường hợp mà bị hư hỏng thì hên xui ha. Trên cái đoạn này nè thì Tài có nhờ bạn Tài là chạy lên cái dải phân cách màu trắng. Tại vì cái dải phân cách màu trắng này nè, khi mà bạn chạy lên ấy thì nó sẽ có cái tiếng ồ ồ ồ nghe rất là chói tai. Thì theo như Tài biết á, là cái dải phân cách này họ có trộn một ít đá nhỏ vô để mà khi mà tài xế chạy mà bị dậm lên cái phải cái vạch phân cách này nè thì biết là mình đang chạy sai làn đường, thì họ sẽ điều chỉnh lại cho đúng ha. Thì mấy bạn nghe nha. Rồi bây giờ mình ghé vào cái trạm dừng chân ở bên này nha mấy bạn. Giờ mình đi rửa xe ô tô nha mấy bạn. Đây là cái chỗ rửa xe bên này nha mấy bạn. Thì thông thường thì sẽ rửa là 20 euro cho một lần rửa, thì tầm 500 mấy gì đó. Nhưng mà những ngày đó đang có chương trình giảm giá, ví dụ như thứ ba với thứ tư thì đang giảm giá, thì tầm 12 euro cho một lần rửa là bao gồm sấy tất cả luôn á mấy bạn. Ví dụ như mình muốn mà mình vô mình chỉ rửa thôi, mình không cần sấy, thì cái giá tiền nó khác thì ít hơn, ví dụ như 8 euro hay bao nhiêu đó, thì các bạn xem cùng Tài nha.
đang đi in đó. Đeo lá khóm không? Cái nào? Cái vết mà bẩn bẩn mà các bạn đang nhìn thấy là do hồi nãy Tài đang cài cái máy quay á, lên trên, thành ra bây giờ nó còn lại vết bẩn á nha các bạn. Nhưng mà Tài thấy á, là rửa bên này á, thì sạch khoảng 70-80% thôi à. Bây giờ bọn Tài đang ra cái chỗ mà để hút bụi. Máy xe ô tô kia là đang đứng đợi để vào rửa mấy bạn. Tại hôm nay là ngày giảm giá nên mọi người tranh thủ đi rửa. Ok, xong rồi, bây giờ mình sẽ đi đổ xăng nha mấy bạn. Cây xăng bên này á thì mọi người sẽ đến trạm rồi tự lấy cái đồ để đổ xăng vô xe mình, xong rồi cái cửa hàng tiện lợi để trả tiền nha mấy bạn, chứ không có nhân viên đổ xăng cho mình. Giá xăng ở bên này á, nó không, những cái cây xăng nó không có đồng giá với nhau, nhưng có nhiều cây xăng thì có cái quang cảnh đẹp hơn thì giá tiền khác, những cây xăng thì thấy nó tàn tàn hơn thì cái giá tiền nó khác nha mấy bạn.
thì bên trong này họ có bán đồ ăn, nước uống, snack các kiểu ha, bánh mì rồi trái cây rồi kem rồi các loại, nhưng mà giá thì nó hơi chát hơn so với bên ngoài các bạn. Đừng mua chi tốn tiền, đang ngồi xin đồ mua này. Rồi thì cái hành trình hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn vào video tuần sau nha.